Chào các bác nhá, shop online Tân Ánh Ngọc Ánh xin gửi lời chào toàn thể mọi người. Trong clip giới thiệu sản phẩm hôm nay, xin giới thiệu mới này tới cho anh em để các bác chơi tất cả những cái mẫu giò bẫy gà rừng nhá, giò bẫy gà rừng các bác nhá, đủ các mẫu mà shop đang có để cung cấp cho các bác. Thì tôi sẽ giới thiệu từng loại cho các bác. Mọi thông tin về sản phẩm thì các bác vui lòng liên hệ với lại các đầu số điện thoại của shop đây nhá. 5 đầu số điện thoại của shop dành cho 3 mạng cơ bản: mạng Vina, mạng Viettel và mạng Mobi. Các bác liên hệ trực tiếp nhé để nhận được sự tư vấn nhiệt tình của anh em trong tổ tư vấn bán hàng. Hàng thì luôn luôn là ship COD. Thì bây giờ các bác chơi lâu rồi thì rất là rành rồi, còn các bác mới tập chơi tôi cũng giải thích luôn, đó là bẫy gà thì sẽ có hai hình thức bẫy. Đó là bẫy đón và bẫy đá. Bẫy đón và bẫy đá. Thì bây giờ giới thiệu về cái giò đón và giò đá. Thì sẽ có 3 loại giò để cho các bác phục vụ cho các bác chơi. Đó là giò chuyên để đón, hai là giò chuyên để đá, và ba thì có một loại giò nữa thì gọi là giò đa năng. Các bác dùng đón cũng được và dùng đá cũng được nhé. Hiện giờ shop đang có hai loại giò đang cung cấp cho các bác, đó là giò chân đồng cáp xe và chân inox cáp lụa nhé, chân inox cáp lụa và chân đồng cáp xe. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bác cái loại giò chân đồng cáp xe trước. Đối với giò chân đồng cáp xe ấy thì nó có 3 cái phiên bản cho các bác lựa chọn nhé, phiên bản cho các bác lựa chọn. Thứ nhất là giò bắp chuối, giò bắp chuối hàng thường, có nghĩa là hàng cáp xe 6 đấy, cáp xe nhiễn xe 6 ấy, hàng thường gọi là hàng bắp chuối để chuyên cho bẫy đón, chuyên bẫy đón cho các bác nhé. Thế đây là hàng bình thường. Thế còn các bác mà muốn cái hàng giò bẫy đón cao cấp ấy thì nó sẽ có cái bộ giò gọi là giò 432. Giò 432 là cái giò cao cấp hơn, là cái sợi cáp này là xe theo kiểu gọi là đầu voi đuôi chuột, phía gốc thì to, phía ngọn thì nhỏ, độ búng rất là tốt. Gốc là 4 sợi, xong lên tới 3 sợi và phía cuối ngọn là 2 sợi. Thì giò này gọi là giò 432. Giò đón nha các bác nhé, giò đón chuyên nghiệp. Cái mẫu 432 này sẽ đắt hơn mẫu kia nhé, sẽ đắt hơn nhiều đấy. Thế đây là giò đón này. Tiếp theo là cái mẫu giò gọi là mẫu giò Manai, mẫu giò Manai hay là gọi là mẫu giò đa năng. Nên mẫu giò đa năng thì đối với cái mẫu đa năng này, các bác cắm đứng lên thì sẽ làm giò đá, các bác cắm tạt nghiêng một chút thì sẽ làm giò đón nhé. Cái giò này là vừa cắm đón vừa cắm đá thì gọi nó là giò đa năng. Thì thường thường là các bác mua cái này về để cắm làm đá luôn, sẽ cắm làm đá luôn. Thế còn cái cắm đón này các bác thường hay dùng cái hàng bắp chuối hơn, hàng bắp chuối thì cắm đón nó hiệu quả hơn. Thì đây là cái hàng này thì là hàng bình thường cáp xe 6 thì nó tính ra là 13.000 một chân. Một bộ này có 20 chân các bác nhé, 20 chân 13.000 một chân, đã bao phí ship đi toàn quốc rồi nhé. Thì đây là cái giò chân đồng nhé, các bác lưu ý này, chân đồng là chân bằng đồng này. Đấy, chân đồng khoan lỗ luồn dây cáp ấy. Đấy, cáp thì là sợi bằng sợi cáp xe. Thế còn loại giò tiếp theo đó là giò chân bằng inox và cáp là cáp lụa nhé các bác nhé, chân inox và cáp lụa. Thì đối với cái giò mà cái dạng vật liệu là chân inox và cáp lụa thì chỉ có hai loại cho các bác lựa chọn, đó là một loại giò Manai là giò đa năng thế này, chữ C này, và loại thứ hai nữa là giò chuyên đá. Giò chuyên đá hay anh em còn gọi là giò Thái Lan, có nghĩa là giò này làm theo kiểu Thái Lan, chuyên cho cắm đá, chuyên cho đánh đá nhé các bác nhé. Thì đối với cái loại mà chân inox cáp lụa này ấy, thì sẽ không chân inox này nó rất là cứng, sẽ không khoan được mà chỉ có buộc liên kết thôi. Buộc liên kết rất là chắc đấy các bác nhé. Đây, buộc liên kết cực kỳ chắc luôn. Và cái sợi cáp này này là cái sợi cáp lụa, có nghĩa là ở trong có thép, ở ngoài bọc nhựa chống han. Thì đối với cáp lụa này thì sẽ là dẻo, nó rất là trơn, thì nó không phù hợp để làm cái giò bắp chuối. Nếu làm giò bắp chuối thì không phù hợp, nó quá là dẻo, toàn chuột thôi, không đón được nha các bác nhé. Thì đối với cái mẫu giò cáp lụa này thì chỉ có làm giò đa năng. Các bác lấy bộ này cắm nghiêng một chút thì để làm nó giò đón nhé, để làm giò đón. Đấy, giò đón cho cái loại mà chân đồng, chân inox, giò đón cho cái loại là chân inox và cáp lụa nhé. Thế toàn bộ những cái dây dù liên kết này thì đều là dây dù siêu bền, màu cỏ khô, màu ngụy trang
nhé các bác nhé. Thế còn đối với cái tiếp theo là cái mẫu giò chân inox cáp lụa, mà giò để chuyên làm đá, chuyên loại là chuyên đá đấy, thì anh em sẽ chuộng cái giò này hơn. Nếu mà gọi là bẫy đá thì anh em sẽ chuộng loại này hơn. Loại chuyên đá này thì là rất là nhạy, cái dây dù nó ngắn để cho cái vầy nó gần như là vòng tròn méo một chút thì nó đỡ bị tuột giò. Có nghĩa là gà vào đá nào thẳng chân thì sẽ dính, thế còn quạt cánh thì sẽ không bị tuột. Thì đây là cái dòng này là dòng cáp lụa chân inox, thì làm cái giò chuyên đá hay gọi là giò Thái Lan nha các bác nhé. Đối với cái giò mà cáp lụa chân inox chuyên đá này thì chỉ có chân inox cáp lụa thôi, giò đá này hay là gọi là giò Thái Lan này này thì chỉ có chân inox cáp lụa thôi, chứ không có chân đồng cáp xe các bác nhé. Đấy, lưu ý. Thì đây là cái đối với cái mẫu giò mà chân inox cáp lụa siêu nhạy ấy, thì có hai mẫu cho các bác lựa chọn, đó là giò đá và giò đa năng, thì tôi gọi là giò đón cũng được, đón của cáp lụa thì sẽ là loại này. Thế còn nếu mà giò đón của cáp xe thì nó là dạng bắp chuối rồi nhé, nó là dạng bắp chuối, nó sẽ như này. Đấy, các bác xem kỹ video, thấy nhu cầu của mình cần loại nào thì vui lòng liên hệ với shop, và còn các bác còn chưa nắm được thì vui lòng alo đến trực tiếp với số điện thoại của shop để nhận được cái sự tư vấn của anh em trong tổ bán hàng, để các bác chọn được cái sản phẩm, một cái bộ giò ưng ý phục vụ cho mình chơi trong cái mùa gà 2018-2019 này nhé. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip giới thiệu sản phẩm sau. Đấy là sơ lược về tất cả các mẫu giò để cho các bác nắm được nhé. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.